triển bền vững tỉnh Hải Dương năm 2023. Nhân dân đen em chỉ ơi, mời bạn về thăm Nam Sách quê tôi, đơn vị anh hùng thời kỳ kháng chiến, huyện chuẩn nông thôn thời kỳ đổi mới, toàn dân đoàn kết, nước mạnh dân giàu. Nước mạnh dân giàu, dân vui cuộc sống, sức khỏe mọi nhà, sản phẩm làm ra an toàn xanh sạch, tiêu đường trường trọng, dân tiền khang trang, nghĩa xóm tình nàng, kéo dân đoàn kết. Kéo dân đoàn kết, đầu tư công nghiệp, phát triển nông thôn, thực hiện chủ trương phát triển bền vững, toàn dân chung sức trong mọi phong trào, đời sống nâng cao, văn minh sạch đẹp, văn minh sạch đẹp. Ý đảng lòng dân, thách đoàn một khối, thực hiện đường lối chủ trương của đảng, nghị quyết các cấp cùng với các ngành làm sách xứng danh quê hương cách mạng. Kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, về dự hội thi câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững tỉnh Hải Dương năm 2023. Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt đội tuyển huyện Nam Sách xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Đội tuyển chúng tôi gồm 5 thành viên. Tôi Lê Hồng Tách, tuổi cao hương sang, đoàn kết bên nhau, khuyên con dạy cháu, luân thường đạo lý, tôn trọng yêu thương, luôn đạt danh hiệu gia đình gương mẫu. Tôi Danh Hoàn, hoàn thành nhiệm vụ phục biên trở về từ quân ngũ, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ cùng các thành viên trong câu lạc bộ vững bước tiến lên làm giàu chính đáng. Tôi Thanh Tâm, cán bộ phụ nữ đảm đang nuôi con khỏe, dạy con ngoan, tích cực cùng các thành viên trong câu lạc bộ vận động và nhân rộng mô hình xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Tôi Quang Hưng, cán bộ lực lượng vũ trang nay đã nghỉ hưu về với đời thường, vẫn cùng với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước và làm tốt công tác an ninh trật tự tại địa phương. Còn tôi Hương Thơm, đội trưởng chủ nhiệm câu lạc bộ, luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, đoàn kết, tôn trọng, gắn bó cùng các thành viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của đời nhà nước, quyết tâm hoàn thành tốt tiêu chí về đích nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là xây dựng câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ngày càng vững mạnh. Câu lạc bộ chúng tôi hiện có 35 thành viên với 3 thế hệ. Chúng tôi đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết gắn bó, xây dựng câu lạc bộ bền vững ngày càng vững mạnh. Đội tuyển huyện Nam Sách chúng tôi đến dự hội thi với thông điệp gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Nào, các thành viên trong câu lạc bộ tay cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi Nam Sách một miền quê. Thank you.
Xin được cảm ơn và chúc mừng phần thi chào hỏi của câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững xã An Bình, huyện Nam Sách. Và sau đây